Hải Trình Trường Sa trên chuyến tàu thăm lính đảo. Hải Trình Trường Sa tốc ký trên từng hải lý. Hải Trình Trường Sa đi để yêu nước hơn. Đây là những bài viết ấn tượng trong loạt bài Hải Trình Trường Sa dài 6 kỳ được khởi đăng trên báo Thanh Niên từ ngày 13 tháng 6 năm 2022 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022. Vừa đạt giải đặc biệt Giải báo chí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Vì hạnh phúc của nhân dân lần thứ 2 năm 2023. Lễ trao giải do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 18 tháng 11 năm 2023. Giải báo chí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Vì hạnh phúc của nhân dân lần thứ 2 được phát động từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, chia thành hai bảng. Bảng A dành cho các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hồ Chí Minh. Bảng B dành cho cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện, thành phố Thủ Đức. Qua cuộc thi ghi nhận nhiều đơn vị báo chí thành phố có sự đầu tư xây dựng những loạt bài ký sự, phóng sự rất đáng ghi nhận và biểu dương như là báo Phụ Nữ, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, báo Người Lao động. Các cơ quan báo chí trung ương với những loạt bài ký sự, phóng sự rất đáng ghi nhận và biểu dương như là Trung tâm Truyền hình Việt Nam, khu vực Nam Bộ VTV9, báo Thanh Niên, báo Đại Đoàn Kết, báo Nhân dân. Mỗi tác giả, mỗi bài báo qua từng tác phẩm đều cố gắng ghi nhận, phản ánh nhịp sống xung quanh mình, những câu chuyện mang tính thời sự, những việc làm thiện nguyện, kể cả những trăn trở, kiến nghị, đề xuất các cái giải pháp ám sát đời sống hàng ngày của người dân thành phố. Ban tổ chức đã trao giải cho 33 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 221 tác phẩm dự thi. Trong đó, giải đặc biệt của bảng A là loạt bài Hải Trình Trường Sa đăng trên báo Thanh Niên được phóng viên Phạm Thu Ngân thực hiện sau chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác số 9 thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa tháng 5 năm 2022. Bên cạnh việc gửi gắm tâm tư, tình cảm với biển đảo quê hương, Hải Trình Trường Sa còn góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ quyền biển đảo, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia vào những hoạt động hướng về biển đảo, đặc biệt là thông qua việc ủng hộ nguồn quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc. Thật ra thì đề tài Trường Sa không phải là một đề tài mới. Các anh chị đi trước đã biết rất nhiều về Trường Sa, cho nên là khi mà trở về sau chuyến đi với những cảm xúc mà rất đặc biệt và rất là nhiều tư liệu trong tay thì cá nhân mình cũng cố gắng làm sao đó để mà đưa được một tuyến bài mà hấp dẫn hơn, nhưng mà vẫn đảm bảo được toàn diện về mặt thông tin. Mình càng cảm thấy vinh dự và hạnh phúc hơn khi mà tuyến bài này được giải đặc biệt ngay dịp kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Thanh Niên, Thanh Niên Online. Thì qua đó thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo của Thanh Niên, lãnh đạo Ban Chính trị Xã hội, các anh chị Mặt trận Tổ quốc thành phố đã luôn động viên và tạo điều kiện cho phóng viên sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cá nhân mình thì cảm thấy thêm trách nhiệm của người làm báo, người cầm bút khi mà phải truyền tải nhiều hơn, làm sao đó truyền tải thông tin nhiều hơn đến độc giả một cách hấp dẫn, một cách toàn diện và vẫn mạnh đảm bảo được tính cụ thể của thông tin, nhất là những vấn đề về hoạt động chính quyền, rồi những vấn đề về hoạt động dân sinh, an sinh đến với độc giả. Bên cạnh công tác chuyên môn, ban tổ chức giải cũng đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân.